hiền nhất Yên Bái. Mày không quên ủng hộ anh cây lấy tiền tiêu mày còn hỏi mua chịu nữa. Chào Hoàng Đạt nhá. Tài chính 500 củ đầy mà em. Này em mua em qua vườn anh đi. Mai trời mưa chứ chắc là mai. Bây giờ qua luôn rồi. Ở Hà Nội giờ qua luôn. Nó vừa uống trà. Trà anh vừa ăn trà tất cả các bạn. Đang chào Ánh Tuyết nha. Anh đang sang vườn em ơi. Mà đây chứ người ta biết vô hộp bánh ấy, cổng vô thôi nó hư nha. Người ta treo cái cổng. Anh muốn gió trên em cái. Bánh nhà tôi nhân viên ăn không hết luôn. Mà tặng bánh làm đeo, tặng bô tiền dễ nhỉ, dễ sử dụng. Nhà có ngày nhận 3-4 thùng hộp bánh. Thế bây giờ các em nó cứ gửi trong này cùng đớp sao nổi, ăn không nổi luôn. Cho nhân viên mang về hết. Có khi nào xăm rồng vườn thầy ổn không? Đang phải qua líu cây lại đây. Ôi em ơi, lên trên mạng này thì em lên trên mạng thì em lên trên mạng này có nhiều cái hay lắm. Mẹ bây giờ hết tiền thì bán nhà thì nó bảo vỡ lợ. Cái đội trên cộng đồng mạng này thì mọi người hiểu chưa? Cái bọn mà thối mồm này tốt nhất là mình kệ, bạn hiểu không? GVV lên Cao Bằng trốn bão tiếp lên lại ông mà lên ông cho mà lên Cao Bằng 3 đêm thì đêm nào cũng 3 giờ sáng chưa được về. Mà sao rồi sao có hôm uống rượu nó uống được nhiều thế bạn nhỉ? Thế biết say là gì? Mà có hôm chưa uống đã say. Cái tầm mà hôm qua uống nhiều, hôm nay mã hồi còn đâu say.